Nhà em có hoa vàng mới nở. Mỹ mến chào cả nhà. Đây là chậu hoa mini thực dược của Mỹ ha. Hoa này là hoa thực dược, nhưng mà đặc biệt cái là loại hoa này có màu hoa rất là vàng ấm luôn. Quả lá, thân cây thì màu tím, cây nhỏ thôi. Nè, cả nhà xem chậu hoa của Mỹ bé nhỏ thôi, nhưng mà hoa nở rất là đều, màu hoa rất là tươi ha. Hoa thược dược màu vàng. Mỹ thích cái thân cây và cái lá của nó màu tím nữa, tạo nên cái hoa màu vàng nó lại nổi hơn. Và đồng thời cái Mỹ chọn cái chậu cũng màu vàng luôn ha. Dược này của Mỹ tuy là nhỏ thôi, nhưng mà cũng mấy chục đóa hoa đó cả nhà. Dù lớn dù nhỏ cũng mấy chục đóa hoa đó. Màu hoa rất là tươi ha. Màu hoa nhìn ngọt tươi vậy đó. Hoa nở rất là đều ha. Bây giờ hoa mới bắt đầu nở thôi, cho nên chưa có xòe ra hết cánh được, thì nhìn đóa hoa hơi nhỏ, nhưng mà hoa này cũng rất là bự cả nha. Nếu mà hoa nở ra hết thì nhìn rất là lớn. Cánh hoa thì màu vàng, cộng với thân cây và lá màu tím, nhìn cho cái chậu hoa nổi ghê vậy đó. Rồi, đó là sự chia sẻ của Mỹ ha. Mỹ mến chào tạm biệt cả nhà.